Vợ chồng Toán miền Tây xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn gần xa nha. Hôm nay thì hai vợ chồng em cũng vẫn đi Linh Vuông tiếp tục với công việc đi bắt cua tôm cả nhà ơi. Ngày mới vợ chồng em xin chúc cô chú anh chị mình được nhiều sức khỏe, vui vẻ và an lành cả nhà nhé. Em chào cả nhà đi em. Em chào cả nhà nha. Em tới cái lợn của em đây, để em khai trương thử coi sao đây. Này khai trương cái này thế nào đây? Ôi. Chết quớt. Chết quớt dính được cái đầu cá. Cái xương. Em cuốn cái lờ luôn đây đi em. Ship em để đó. Em cuốn lờ luôn. Hôm nay thì cũng hết nước sổ rồi nên cái việc đi bắt cua tôm thì đôi lúc cũng là chắc mót nha cô chú anh chị. Thì hôm nay dù vợ chồng em đi lên vuông bắt cua tôm dính nhiều hay là dính ít thì vợ chồng em cũng mong cô chú anh chị mình xem video vui vẻ nhé. Mình cũng vừa ngắm cái phong cảnh xem giải trí luôn cô chú anh chị ơi. Và biết về cái cuộc sống ở miền Tây quê em luôn nha. Cái lờ đó kỳ vậy. Ôi anh ơi là ôi cái lờ đó gấp gì đây nữa nè. Ôi bấy nhầy hết trơn mà nó sao mà nó ở trong này được 2-3 lỗ luôn. Mình thăm hơi trễ quá. Nó không ra được lỗ này, nó cũng ra lỗ đằng kia rồi. Ủa mấy trong này đâu rồi cả? Hình như anh dời xích ra vậy. Anh dời hàng kia nhìn đây hoài em không thấy cái sao. Em truyền hai lời đi anh để sao luôn. Quá trời trời nó ủa hai lỗ. Một lỗ nó ra nó còn chăm chế được này quất hai lỗ rồi sao. Mình thăm trễ nó gắt quá. Em lấy cọng dây vỏ để lên em. Để nó máng vô cây là té. Đây là cọng nè. Phút vô cây. Vô cọ lùm rồi. Biết tới đây em bơi vô được không? Hơi dịp cạn hơn ngày hôm qua nè bấy. Ồ, con chuyện cây đó mày. Bơi xích qua ngày luôn. Rồi. Dính không em? Không anh ơi. Trời ơi, chết luôn hả? Mình thăm trễ quá nó ra hết rất là nó vô nó ăn hết mọi mình không à chịu luôn hai cái. Cảnh này thì hiện tại trên bầu trời hôm nay gió nó rất là nhiều. Trường hợp video nó có hơi ồn thì em cũng mong cô chú anh chị mình thông cảm cho em nha. Cái này là gió lợi rồi nè anh, không gầy im im gió, cái này gió lợi nè. Gió này là nước lên nè. Có cua rồi, ngon lành, ơi con cá đó nó dính cái gì chiều nào kìa anh ơi. Dính cá này vậy? Ý con cá. Ê, đâu em nhìn xuống. Ơ con cá bự quá. Ơi nó dính cái nè. Nằm vô đây mất nửa con rồi. Con cá măng. Con cá bự bự cậu trả được ha anh. Đấy.
Đây. Con cá này mình cào chả ăn rất là ngon này cô chú anh chị. Bữa lại em làm món cào chả cho ăn được rồi. Trời ơi. Con cua đang ngon em. Cua này. Con cua thật sao anh? Cua tôm cá đủ bộ luôn nè. Cái là nó vô cái lú mà nó vô được ba loại cua, ba loại tôm, cua. Cá măng nó mới chịu. Khoan khoan để anh múc vô miếng nước. Em thấy vô luôn nha. Khoan. Rồi em thấy vô đi anh đậy lại. Cua này ngon em ơi. Chắc lỗi luôn nè. Đẩy cho nó vô vỏ trước em. Đó, cho nó bò xuống đi. Đó. Có vốn rồi đó. Có vốn rồi. Không em giãn lú ra. Móc vô được dành nào thì móc. Không thì em móc một dành thôi. Đó. Mình phơi cho nó ít đóng gông. Đủ bộ luôn hả? Đủ bộ luôn. Thì ở miền Tây quê em thì ngày nào vợ chồng em cũng đi lên vuông thu hoạch cua tôm cá như vậy đây cô chú anh chị. Trường hợp dính nhiều hay là dính ít thì em cũng quay cho cô chú anh chị mình xem. Cô chú anh chị ủng hộ vợ chồng em nhé. Vợ chồng em xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ. Cái này chết nữa, bữa nay kỳ quá. Bộ cần sơ nó cái lợ thì nó không vô cái gì. Cái lần đó anh dời trên chảng luôn rồi đó nghe em. Anh dời trên chảng luôn hả? Vụ nắng xuống rồi đó. Mát rượi liền ha. Mát rượi liền. Phải thế anh, vụ nắng xuống cái phải thế mình đi thăm lú ở phía đó. Em để đại đi, để đại đi, khỏi mở dây. Cái nào nó dính mình hãy mở thôi. Đó, em dọn em bỏ đây. Chưa chiều. Cái trường hợp em cuốn lú em để đó là lý do em ngưng ít ngày đó cô chú anh chị. Ngâm đó là cái em giặt luôn. Em ngâm lại cho cái lú nó dễ giặt nha. Trời ơi. Thường thì công việc này thăm lợ lú này là ông xã em làm không à nghe cô chú anh chị. Mà cái này ông xã em bận quá thì em phụ giúp được gì thì em phụ giúp ông xã em cho ông xã không có thời gian nghỉ ngơi. Chứ bình thường thì ông xã em làm thôi mà em ít có làm lắm. Dạ thì như hầu như những công việc mà đi thăm lợ thăm lú thì hầu như là em làm không à. Tại vì công việc cũng bận rộn quá em thường
đi làm ở xa đó nên em tập cho bà xã em cho quen công việc đó cô chú anh chị. Chứ đúng ra là em đi thăm nha. Qua xá là gió luôn em. Mình phụ giúp, mình chia sẻ tiếp công xã mình được công việc nào thì mình làm cả nhà ơi. Trời ơi. Bữa nay là không không trời. Nó biết bữa nay mình ra mình cuốn nó. Mình thăm quá trễ. Rồi em dồn hai ba cái đi rồi anh. Trời ơi anh ơi. Trời ơi cái lời nó gắt cỡ này. Rồi. Con cua đó chắc bự đó. Cái lỗ nằm đâu em cua không. Đây. Tại những có những comment thì hỏi tại sao mà em không làm mà để cho bà xã làm. Cái này cũng như là em tập cho bà xã em cho quen công việc nha cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị nào ở miền Tây á thì sẽ hiểu về cái công việc này nha. Cái khó nhất của mình đi thăm gặp cua hoặc là mình đi đổ lúa bắt tôm, cái khó nhất là mình bơi thuyền bơi giỏi như vậy đây. Trường hợp mình không quen thì mình dễ văng với sông lắm nha, có thể là bị úp vỏ luôn. Rồi luôn lượm ơi. Rồi luôn rồi bữa ơi. Bữa nay hai chồng bà bữa tiêu rồi. Tắt luôn rồi bữa ơi. Thứ nhất là mình bơi mà gặp ngay trời gió như vậy nó rất là căng thẳng nha cô chú anh chị. Cái vỏ nó quay tròn tròn mình dễ té lắm nha. Cái trường hợp biết lội thì đỡ, còn không biết lội thì có thể là bị uống nước như chơi. Cái phao tuốt đó chứ cái lời nó nằm này. Rồi. Đây cha hai chồng em hiu quá rồi cô chú anh chị ơi. Em để cái lời lên đi. Anh đang che gió, chừng nào bớt gió anh mới lấy cái lời được. Quá trời gió rồi. Cái lúa đó để đại luôn em. Đại về làm bơi tiếp lại thì một quá trình em quay cái video á thì gặp rất là nhiều cái khó khăn nha cô chú anh chị. Cái trường hợp gió như vậy thì cái video nó rất là ồn, còn trường hợp nắng quá thì cái video nó cũng vẫn bị chói bị đen, hoặc là mưa em cũng không có quay được. Nên dù như thế nào thì em cũng vẫn cố gắng lên những cái video tiếp theo để cô chú anh chị mình xem thư giãn nha. Được cô chú anh chị mình ủng hộ thì vợ chồng em luôn luôn lúc nào cũng vẫn cố gắng nha. Ồ sao nghe nặng vậy em? Ồ dính ha. Ồ ngon lành ngon lành. Một con nữa. Dữ ác không? Chịu cái ké dặm vô để gió nó bay quá ướt trôi. Ở đây thì em cũng xin chia sẻ với cô chú anh chị mình luôn. Trường hợp tí cái cảnh gió như vậy nếu bà xã em bơi mà nếu không kẹp cái dặm vô như vậy thì cô chú anh chị đây em được một con nữa đây. Gió nó sẽ trôi cái vỏ như vậy đây. Cái lời này em dính được một con nha. Kẹp cái dầm vô vậy mà cái vỏ nó vẫn quay vậy. Đây được một con. Đây.
cảnh mình bơi thuyền bơi vỏ thì mình phải ngồi xoay đủ chiều hết trơn á cô chú anh chị, nên trong cái quá trình em quay video á có gì thiếu sót thì vợ chồng em cũng rất mong cô chú anh chị mình hiểu và thông cảm cho vợ chồng em nha. Tại vì ai bơi thì cũng phải vậy thôi, nếu mà khép nép thì không bao giờ mình đi làm những cái công việc thăm cua tôm được nha. Mình phải xây đủ chiều đủ hướng như vậy đây. Cái này đóng gông tới đóng gông luôn đấy em. Nghe nặng, dở lên nghe nặng luôn á anh. Ừ, thấy cái bộ em làm là anh biết nặng rồi. Trường hợp cô chú anh chị mình muốn vợ chồng em làm những cái video tiếp theo như về cái chủ đề gì đó thì cứ việc vui lòng để lại comment nha. Nằm trong khả năng thì vợ chồng em sẽ cố gắng lên những cái video tiếp theo để cô chú anh chị mình xem cho nó hấp dẫn hơn nha. Quay xong cái cảnh này thì hai chồng em chuẩn bị chuyển về cái cảnh rừng quay cho cô chú anh chị mình xem về cái phong cảnh rừng luôn nha. Em di chuyển đoạn đường cũng hàng trăm km đó cô chú anh chị. Quê em thì cái độ nước mặn nó rất là cao nha cô chú anh chị, bạn quần dài như vậy thì nó ướt, nó bứt rứt, nó ngứa ngáy cái giò lắm, chịu không nổi, nên em phải bận quần cục cho nó nhẹ. Em gỡ cái ngồi luôn nha. Em quên, cây này nó yếu dữ anh. Thì vừa rồi bà xã em cũng vừa chia sẻ với cô chú anh chị mình luôn, thì sẵn đây em cũng nói luôn, thì với cái công việc mà mình đi lên vuông mình đi thu hoạch cua tôm á, nếu như mình trường hợp mình bận đầu dài á thì đôi lúc nó cũng khó làm lắm nha. Nó rất là bực bội. Và mình di chuyển cũng vậy nè, nhất là nhất khi mà đồ mình nó ướt á, về nhà là nó sẽ hầu như là cái nước ở đây cái độ mặn nó rất là cao, nên mình mẩy là hầu như là nó bị nổi gom rất là nhiều nha. Còn xương cá rồi. Còn xương cá không? Vậy chứ cái là chắc có gắt. Rồi em để lên luôn đi, anh bỏ ra sao? Cái này không có ấy, nặng anh ơi. Không, anh đặt trên chảng không. Cái cây đang đen đó, em tưởng nó cái phao. Cái này nó hay dính vô gạch lắm anh ơi. Chút em cầm cái cây đó xuống để nó trôi nha. Thì vợ chồng em cũng xin chân thành mời cô chú anh chị mình có yêu mến qua cái kênh
YouTube Toán Miền Tây, thì nếu có dịp về miền Tây thì ghé qua vợ chồng em chơi nha, và cùng nhau trải nghiệm những cái cảnh bắt cua tôm đầy thú vị như vậy đây cô chú anh chị, cho nó thực tế hơn nha. Khúc cuối dưới còn nữa không? Em thấy rồi. Nó nằm im gu, nó không búng luôn. Dở lên nó không nghe búng nghe gì chứ. Thì ra mày gặp lưỡi. Em. Em ơi. Em thấy con gì không anh? Được một con tôm rồi, em bỏ vô đi. Lên đây gió là em bơi cực nè. Nó cũng vui nè. Em buông cái chậm cái là nó quay cỡ đó. Cô chú anh chị mình thấy là cầm cái dầm mà chịu là cái giò lại vậy mà cái giò nó vẫn quay như vậy đây. Thì em cũng không biết nói gì hơn. Thì cái cảnh bây giờ em đi thăm thì nó cũng vậy thôi. Đôi khi thì cái quá trình em quay á, mình ngồi trên giò thì lúc nào mình cũng quay cái cam về phía trước nha. Mình cái người mà đi thăm lú hoặc là thăm gặp á, đôi khi cũng phải xây đủ chiều, chứ không phải thực tế mà, chứ không phải vợ chồng em quay mà để khoe hàng như vậy nha. Rất mong cô chú anh chị mình cũng hiểu và thông cảm cho em. Cô chú anh chị nào mà trường hợp bơi thuyền bơi giỏ và đặt cái trường hợp mà ngồi quay như em như vậy đây, thì quay về hướng phía trước thì sẽ hiểu và thông cảm cho em nha. Giờ nó quay cỡ đó. Lên đồ con cua gạch chứ sao? Lên đồ con cua gạch cái trời, áo mát mùa xuân cái. Biết mùa xuân hay mùa sẹp đây? Trời ơi, chả mùa sẹp thiệt cả. Tôi gục mồi với em còn cỡ này là anh nghĩ con gì à, dính. Tiếc gục mồi luôn hả? Tiếc gục mồi luôn. Cái đầu con cá này mà ngày hôm qua em không móc được là em sống một bữa ăn rồi đó. Em chiên xù liền hả? Chiên xù ra một bữa ăn rồi đó mà em đặt mà đây không chín nè. Anh ơi, đã có chừng nó hút anh hai ngày nữa đó. Quá trời gió nên em. Này gió này nước nó lên cho mà thấy luôn. Gió quá, đổi gió, chở gió rồi nó không
bữa nay vừa vô mình thăm trễ quá anh em. Gió nó xoay chiều nào về chiều đó luôn đi cho nó về. Em văng ở dưới vuông này em uống nước mặn hoài luôn đó, nó quất cái lái là đầu em văng dưới vuông vậy là làm vậy hết nước mặn trước đi thì tính gì tính. Lâu lâu làm vậy hết em. Hộp xuống là nổi lên được cái thì đã cỡ hai hộp nước mặn rồi. Nhầm bữa quạo luôn ha. Uống vô nó mặn chá. Trời ơi. Trời ơi. Trong bụng dữ lắm rồi đó nghe. Hay quá. Em quay chiều em đi trước đi, để chiều này em bơi nó tấp vô em bơi không nổi đâu. Con chuột lên mà móc cái mũi nó còn chưa đi nữa nè. Quá cái gió này. Em bơi gì là không bao giờ em thăm được cái lú nè. Bơi thẳng tới đi. Trong bờ thăm trước. Sao chưa thấy gì trơn em? Cái đầu kia như dính như thấy sáng sáng đó. Thấy sáng sáng rồi hả? Ừ. Sáng sáng cái lú á. Rồi, không có em bỏ nữa. Trời ơi, ở đó có bàn vịt trời bay nữa kìa em. Hết biết không? Đây, em coi cho cô chú anh chị mình xem một cái nha. Nãy giờ đi thăm tôm mà mới được có nhiêu đây cô chú anh chị ơi. Còn cua thì hiện tại được mấy con nha. Quá xá là gió luôn. Bữa nay hai chồng mình thất thu trầm trọng luôn rồi. Bữa nay là thất thu rồi. Đành phải chịu thêm thôi. Kia trời nó chuyển mưa nữa rồi đó em. Nó quay lại tới chuyển mưa nữa rồi. Gió này mình đi đâu mình đạp nổi không?
móc cái dầm xa qua, bắt cái dầm xa qua. Ờ, nữa vừa bắt đầu là rút cái dầm lên mất nữa, cứ móc cái dòng chiều đó đó, đừng có móc ngay giữa. Đó, thấy không, em bơi thấy vậy chứ em bơi chưa được đó, thấy không? Đây em vừa quay, em cũng vừa tập cho bà xã em bơi luôn đây cô chú anh chị. Nói chung cái quá trình bơi nó, bơi giỏi nó rất là khó nha. Anh nhóng đuôi đục lên nó có sát đuôi đục không? Không luôn hả? Nhà coi coi nhà cứu chót không à? Ai đốt bờ vậy đó. Sao rồi em? Em máng đại lên cây đầu đài này. Bơi nổi không em? Dạ hôm nay thì hai chồng em đi thăm cái dàn gặp cua và lú tới đây thì cũng đã xong. Giờ em quay cho cô chú anh chị mình xem cái kết quả nha. Thì hiện tại thì hôm nay thì em đặt một cái dàn gặp cỡ này để cô chú anh chị. Đây, một cái dàn gặp rất là nhiều nha. Nhưng mà hôm nay rất tiếc là hai chồng em thăm gặp cua là hơi trễ, nó cũng ít cua. Thì bữa nay thì nói chung chỉ có được hai con cua duy nhất thôi cô chú anh chị. Còn tôm thì để chỉ được có hai con với một con cá nha. Quá như thế nào thì em cũng quay một cách chi tiết cho cô chú anh chị mình xem. Em của vợ chồng em cũng rất mong cô chú anh chị mình ủng hộ nha. Dạ giờ hôm nay thì video quay cho cô chú anh chị mình xem tới đây nha. Vợ chồng em cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Vợ chồng em cùng hẹn gặp lại cô chú anh chị mình vào video sau nha. Em hẹn